Thưa quý vị, thông tin được quan tâm nhất thời điểm này là tình hình cơn bão số 3. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng trưa đến chiều nay, tâm bão số 3 sẽ đi vào đất liền từ tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình với cường độ cấp 10 đến 12. Từ hôm nay đến ngày 9 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350 mm, có nơi trên 500 mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dân do bão cao từ 0,5m đến 2m vào chiều và đêm nay. Ngày 8 tháng 9, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây, quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3,5m, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy gió mạnh và sóng lớn